Ôi ghê á, ghê á. Đây bự rồi, bự rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Đây, dòng lội dính cá bự nè ông ơi. Ôi, 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 quá, quá. Cái gì đây, cái gì đây? Cá bự nha. Bóp rồi, bóp rồi. Ok hả? Thổi tu heo cặp kìa, bóc con ngoại trước. Không, không, không. Con ngoại bắt được không? Không, được. Bắt được, bắt được. Đưa kiếm 1, 2, 3, móc con ngoài kìa. Không móc con ngoài được. Con ngoài chi, bắt con dính trước đi. Đây anh Lâm, anh Bằng. Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ ra con đảo lấy câu nha anh em. Lâu lắm rồi mới trở lại đây. Thì cái chỗ này hồi xưa là cũng đi thường lắm mà. Đi 2 năm mấy 3 năm rồi. Mà đi ngày hôm nay là mình có đồng đội nha. Đây, đây là đồng đội của mình. Đó, anh em có nhớ ông này không? Chào bà con. Rồi thì ngày hôm nay là hai anh em mình nha sẽ trở lại công đảo đi chuyến. Đi chuyến này là 4 ngày 3 đêm. Thì sẽ có 2 ngày di chuyển. Đúng rồi, 2 ngày di chuyển, 3 đêm ngủ và 2 ngày câu. Rồi bây giờ mời mọi người cùng theo dõi cuộc hành trình ngày hôm nay của cuộc hành trình lần này của hai anh em mình. Bây giờ là đang trên xe điện để di chuyển vào trung tâm nha mọi người. Vô trung tâm để lấy phòng nghỉ. Đi ngay vòng vô, có cần chụp hình nữa không anh chụp không? Nam Khoa, hôm nay là ông Hân ở đảo. Thì ngày hôm nay ba anh em mình sẽ chiến đấu tại côn đảo nha anh em, và đi ghe là ghe xuất hiện. Thì lâu lắm rồi mới trở lại cái bộ môn này, không biết ngày hôm nay sao đây, có sai sóng hối hẻ gì không đây. Nhưng mà cũng sẽ cố gắng kiếm 10 dạng cá cho anh em coi nha. Ok. Rồi, thì giờ mấy anh em mình sẽ chiến đấu nha. Đó, trước tiên là sẽ lên thúng và đi ra ngoài ngoài tàu, ngoài ghe. Thúng này hả? Bút đắng hả? Thúng đắng á nha nè. Mà yếu, yếu đâu rồi mà nay yếu hơn hồi xưa nữa. Nên là chú nấp chỗ nào mà nó im, thiệt im á nha. Cá mắm không quan trọng đâu. Đó. Đó thôi không nghe chứ bữa còn mới coi cái vụ mà chèo xuồng chèo húng mà lật húng cái bà lên muốn múa đó. Nó lên nó muốn múa mà chụp hình sao lật húng luôn đó. Rồi giờ lên thúng chèo ra nha. Lên luôn Khoa. Ờ lên đó. Rồi. Hôm qua có câu được đâu. Lên đường nha anh em. Chú Thiện nè mà gió mưa quá đâu đi được. Thì đây chú Thiện nè. Nghỉ nhà luôn. Và cái bên Khoa qua đi. Hôm qua thì em là trợ lý của chú Thiện. Cái 9-10 giờ nó hết mưa rồi. Ở đây có hai thằng lũ ổng thứ bảy chủ nhật ổng đi với em ngày nào cũng được á. Bây giờ là làm anh em mình sẽ lên đường. Lâm nó nay nó sợ say sóng tụi nó thôi sốc quá không đi. Rồi thì bây giờ là mấy anh em mình đã lên tới ghe của chú Thiện nha, chuẩn bị xuất phát nha. Thì bây giờ là ông Phạm Khoa sẽ thả thử một đường cho liên nha anh em, coi có dính cá gì bự bự không nha. Đó, chui hết là thấy đứng không được rồi đó nha. Thank you.
đi là mình sẽ thả con mồi giả, mình kéo theo, kéo cho nó chạy dài dài đúng không? Thân thân gặp cá rồi nó chơi thôi. Tới chỗ câu rồi nha. Ra chiến đấu nè. Bây giờ để mình quay cho mấy anh em đây câu trước, khi nào mà dính thì mình lại vô. Đây, bây giờ ông anh tôi xuống cần nè. Xuống cần. Nè, coi ông anh tôi dít nè. Chúng ta bớt nha. Đụng đá chưa? Anh em cứ thả nào đụng đá xong anh em nhóm anh em lụm nhà đó nè. Đó, ghê chưa? Đó. Gâu ghê lắm nha anh em. Có câu bóp lắm nha, dứt đi rồi bóp luôn. Sao mà nhìn thấy biết con cá bự nó nhỏ luôn. Mà nhìn vô là biết con cá nó ăn hay không nữa mới được. Đó. Lắm. Dính. Ghê, đây ông anh mà dính nè. Cá có dính được rồi, nhỏ bự vậy. Đây cá gì đây? Có cá ăn cơm, có cá ăn cơm. Đó, đâu cá bú luôn, ghê cá bú luôn, cũng chạm bá luôn. Đó, hoài dính cá bú rồi nha. Ghê, bú hang luôn à. Đây là bồ hân nha. Cho đỡ dính không? Không phao. Không phao. Phao là dính cái nhái cái đâu mà còn cá kia là dính. Ôi ghê á. Đấy bự rồi, vô rồi.
Đấy, dòng lọ dính cá bự nè ông ơi. Ôi ôi ôi, quá quá. Cái gì đây, cái gì đây? Cá bự nha. Bóp ơi, bóp ơi. Ok hết. Nóng lên luôn không? Lên chưa? Lên. Coi 5kg không? Quá quá. Cá bự mấy ông ơi. Vô rồi, vô rồi. Đây 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 cũng chưa đây chưa đó gồng đó theo vô rồi vô rồi mấy ông khao câu vô quần què à. Vô rồi ơi sao dính nó kìa sao nhỏ rồi có khi hai cây dướng nhau không chưa chú còn sao ơi con vớt cơ ơi ăn chậm cái gì cái gì sao dính cá bóp luôn kìa bóp kìa con này dừng bóp luôn nè con này bự hơn con kia nhiều cá bóp làm sao dính cá bóp chạy lên em đây tới thì ơi đây 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 quá thôi bóp bự đủ bóp bự quá trời đã rồi quá wow. Nó giọng hay sao đút cành xuống đất cành xuống ừ đút cành xuống bóp bự bóp bự ê có dừng hai con máng nhau nha đây đây đằng sau cũng dính cá bóp luôn anh em vô bậy cá bóp anh em đó sao rút kìa thấy ghê chưa có nào trước ghê anh phá dính hả thôi chết bà vô bậy cá bóp rồi ghê nằm trên này vô bậy cá bóp anh em ơi giật được chết trời ơi sảy chút mới xảy cái rồi kỹ chú Hiển ơi từ từ chú Hiển ơi vậy mà nó không lên dính mất rồi chết rồi hả cứ nương đi cứ nương đi ủa cá bóp mà giật sao được con có pha đứt dây rồi còn bắt lên rồi đằng sau dính hai con đứt dây rồi đứt cái con rồi đâu bắt lên rồi cá khế vô nghèo cá khế cá khế hả cá khế dục lên trên con này dữ rồi ta con này 5kg không wow rồi đeo chỗ này luôn chú Hiện ơi chỗ này im ngon rồi chú Hiện ơi nghe kìa nè đó con này dính sâu quá rồi bóp bự chà bá luôn quá trời ơi ghê ghê ngon lành trời ơi nó chạy anh em nó chạy tét cái miệng luôn nè quá giật tét cái bụng luôn nè giật mấy cái giật con cái nè cái đầu kia đó bữa nào cũng dưới đấy mà lửng lên ăn lửng lên đây nhà anh ta phạm mày dính con này nha anh em cá khế các con hả bạn dính các con nha đây rồi đây là trợ lý của anh Phước Thiện dính con cá bóp nhỏ nha đây là hai con sống con mái luôn rồi đó mình có văn nghệ mà dính cá bự kéo đâu có nổi dính mấy con nhỏ nhỏ là vui rồi đó là một sự lương lẹo dính cá con cái gì rồi dính hả ai biết cái gì nè đâu ghê dữ vàng đâu dính nè chứ bộ đây dính rồi dính cá rồi anh em cá mà không biết luôn đó dính cá rồi nha đó ghê ghê mình có cá rồi nha anh em này rồi cá mình dính nha anh em đó này là mai mốt là nó sẽ bự nữa anh em cho mình thả cho nó bự nha
Ai lên 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 cái gì đây? Ai ai nhỏ rồi. Rồi. Nhưng mà có cá ơi, lên tắn tôi luôn. Cá gì đây? Cá khế rồi. Thôi sắp lên luôn. Ồ, dính lại hè. Đây mình có cá rồi nha anh em. Rồi rớt luôn. Ok anh em. Chưa vậy đi. Đây 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 đây, bồ dính, bồ dính. Bà. Con cá đâu anh mới thả coi. Rồi, ấy cái này cá khác nha. Này cá gì? Ủa cá khế luôn hả? Đây, ngon lành, ngon lành. Đồng hần dính tiếp nha nè. Đó, cá khế nha. Sao con này nó không đâu có cái lưng đâu dài như con nãy đâu ta? Con này cá khác, cá này ngon nè. Này cá khác nè. Cho chồng nó xem. Rồi, câu đi, câu đi. Ok nè. Bây giờ là cái công tác gọng cá nha anh em, cướp cá đây. Con này là bồ hân câu nha. Đây con này là bồ á đen này câu nha. Đây con này là ông anh em câu nha. Đó, ra chưa, nhiều chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 con rồi. Mình hai con là được 9 con nha anh em. Mà hai con mình bự quá cho nên mình thả rồi. Ở múc dưới đáy là chậm đúng không? Thì cái lên lên chút xíu là bắt đầu nhanh. Mới cắn là dở lên làm cái kịch. Dở lên làm cái kịch. Ừ. Cái bắp. Đó. Một đỏ. Dính gì rồi? Dính bao nhiêu rồi? Sao nặng nặng vậy? Rồi dính gác hay gì rồi? Đâu? Giỡn hoài dính lại chưa? Chỉ để về nè. Đây, cá mú nha anh em. Bây giờ anh em là nước nó chảy mạnh quá cho dít nó không được nữa nên là giờ sẽ chuyển qua câu ngâm. Và đây mình sẽ lấy cái cây này, cây HK này là với cái máy 8.000 là làm câu ngâm nha, và câu cá kiển thôi để coi coi dính không, câu cá ăn cơm nha, cơm Việt Nam. Thì ở đây chú Hiền sẽ bắt đầu cắt mực, câu mồi mực nha. Đó, móc đi mực. Và câu là câu héo tần nha anh em. Đây cục này là cục ác thì nè, nó theo tầng nha. Hai lưỡi dưới đỏ đó, lưỡi nhỏ thôi. Ai giỡn nha. Đây cái ăn nha, đó đó tặc tặc á, phải đó đó lộng nha, mình bắt cá đó 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 vô kìa. Đó 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 đó, cái gì cho mày dính dính.
chạy á. Đâu cái gì đâu, cái gì đâu, cái á dính à, chưa dễ chưa dính à anh em ơi, cá đỏ tươi luôn à, ăn à, giỡn mặt à. Hết cái động mực lỗ con cá. Dính cá nhỏ hơn cái động mực. Cái này cái gì? Cá gốc hả? Giỡn mặt. Tiếp nha anh em. Đó, giờ mình sẽ thả mồi tiếp. Ba con quý cá gạn này anh em thả mồi chỉ cần ôm cần trên tay thôi. Nó ăn nhanh lắm. Đó, giống như bên đây là ăn cá đục nè. Lâu lâu cái anh em nhóm lên cái nè. Nhóm lên cho cục mồi nó quơ quơ cái nó chụp. Con đỏ rồi rồi, bự rồi đó. Nè bự nè. Chết rồi đó, con này ghê ghê. Ghê ba. Cái gì đây? Đó, thấy chưa? Cái này cái gì? Ê cá bự nha anh em. Chết rồi chết rồi. Chà bá rồi. Đi bơi. Hả? Đó. Cá ăn được. Kiếm cá ăn cơm hả? Chiều bấm cái lên. Rồi. Thôi giờ mình xuống cần nha anh em, mình không chơi nữa nha. Câu thả bị la quá. Chính chuyện. À, đây là chuyện chính nè. Thì con ngâm nha nè. Đâu đâu lên con cái gì đây? Con ngâm là dễ lắm anh em, chỉ cần thả xuống đụng gạn rồi kéo lên lụm à. Cá mú nha. Đó. Mấy con này là đầy nhóc luôn nha anh em. Mú đó. Mú này có trứng luôn hay gì ta? Ăn luôn cái miếng mà mình hồi nãy nè. Dạ, nó ăn nãy ăn lại con mặn này. Đây. Đó. Đó. Đó, nè chuẩn bị nè, cá rỉa nha, cá ăn rồi nha. Được không? Đó, dính rồi đó. Ê, cũng trọng nha. Cái cần này mà nó cong cong vậy là nó cũng bự đó anh em, cá bàn tay đó anh em. Đó, tắn chưa? Ồ, bự chứ bộ. À, có cá ăn cơm. Nãy kêu cá gì quên mất tiêu rồi. Cá gốc. Đây, cá gốc nha anh em. Cá tươi xanh luôn. Bây giờ tới giờ ăn cơm rồi anh em ơi. Giờ mình cá ăn cơm nha. Đó. Thì bữa cơm ngày hôm nay là mình ăn nhiêu cá đây, hai cá trắng rồi ha. Mình sẽ ăn hai cá trắng nha. Này là nấu mì ăn ha. Đây là đầu bếp luôn nha. Con cá tạo lý kim đầu bếp, nói chung là chơi đủ hết luôn. Đó, kéo này là phong đoàn gánh thấy mẹ luôn nè. Đây mừng cá nha anh em. Cái cá này chưa bày dữ lắm rồi kì lắm. Cá này đi bày hả? Cá này nó dẹp nó có thịt ha. Đẹp đấy. Này là mình nấu ngót hả? À? Nấu kho ngót đúng không? Nấu đậu hãy kêu cái gì thôi. Cà khế đúng không? Cái này cà khế, còn con này khác nữa đúng không? Con nó là con cà khế, còn con này khác nữa nha nè. Con này kêu cái gì? Chắc nó là cái gì? Nhiều loại, nhiều người ta nhiều nói nhiều tên mình cũng không biết, không nhớ nữa. Nói chung là dân cá trắng đi. Dân biển mà còn không biết tên gọi hết của mấy con cá luôn á nè. Không có biết mấy con cá mắc tiền là được hả? Cá mắc tiền biết chứ mấy con cá này không còn biết không? Đó, rồi thôi để ông nấu bếp nấu nha.
có dãy luôn hả? Đó, không có dãy mà. À đâu, à, tưởng nó không có dãy chứ. Con kia không có dãy. Con này có dãy. Y chang nha, nhìn nó sơ sơ thấy y chang nha, mà con có dãy con không nha. Đây, 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 cá này, cá gì? Bự nha, nhớ cái chỗ nãy không rồi, chỗ xuống nữa nha. Ê, hai con luôn. Ê, cá tiêu hồng. Hai vợ chồng luôn, lò trứng kìa. Đây anh em, hai con cá tiêu hồng anh em. Giống cá tiêu hồng ghê chứ bộ. Lò trứng không? Phải không ơi, cái gì không ơi? Cá tiêu hồng. Con này tiêu hồng lai La Hán. Đó. Con này đắm không ta? Không. Đây, đẹp quá trời anh em. Hai con luôn nha. Đó. Đó ha. Còn lai La Hán. Ừ. Đẹp quá chứ bộ. Con này con đực nè, con cái nè. Em càng thấy ghê rồi. Đó, hai em nha anh em. Ai đây chú Hiền Dính. Bự không chú Hiền? Đó hả? Cái cơm dễ kiếm quá trời. Đó. Đâu, đâu? Ờ, mú đỏ luôn chứ bộ. Đó, còn cái mú đỏ tươi luôn anh em. Đó. Đây, đây, dính. Cái gì đây? Đồ dính chú Hiền hay gì không ơi? Cá. Làm dưới ngay ghê hả? Đây là mình phải kéo lên nữa hả? Đây cá gì đây? Cá gì quay lâu dữ hả? Ê cá bún nữa nè. Đó, muốn bự bự không? Muốn bạc kilo không? Ghê thiệt. Muốn 3 ký nha nè. Đã chưa? Câu cái trên đây không câu, câu chục rau rồi đó, rau rồi cát rồi. Cát hả? Cái gì đây? Hồi nãy dục là tao chưa có thả. Giờ tao thả ra xuống thì tao dục lên trên thì nó lại ăn. Là dục ngược lên hả? Bây giờ tới giờ ăn trưa nha anh em. Trưa thì bây giờ mình sẽ ăn là cá nè. Cá là nấu lẩu chua ăn với mì. Đó. Đấy, chờ. Đấy. Thì mình đi ghe chú Hiền cũng mấy lần rồi mà lần này là mình mới tỉnh mình ăn được đó anh em. Mấy lần trước là mình chỉ hấp nước thôi chứ mình không ăn được nha. Lần này là mình đánh bơ mình ăn được nha. Rồi mời anh em nha. Mời mọi người nha. Cả chỗ êm chứ. Thật điểm rồi. Thế còn lại hay gì chứ. Đúng nghe đó mấy ăn. Đây là công tác gà điểm nha anh em. Phải trúng điểm nó mới ăn, còn chật rồi nó không ăn. Rồi.
con này đa phần cá gốc không nha. Hả? Rồi lắm rồi, lắm rồi, lắm rồi nha anh em. Đó vậy không đó, đó nè, lên cá đỏ tươi như trang nãy nè, cá màu cam chứ đó rồi. Lên vô, lên nữa, lên đó, hai con luôn. Con cá bú ở nhà nè, đây con này cá bú nè, con này là con cá lóc, con cá gốc. Thả luôn hả? Tự giảm áp được xuống đi. Giảm được không? Trời đó. Nãy chích tỉnh à? Hả? Nãy chích nó không chứ. Đây con này là con cá, cá lóc, cá gốc. Đây. Sớm giờ là dính con cá này rồi. Nếu mà con mồi mực đó anh em, con mồi mực là cá này là nhiều nhất nè. Cá này theo mình là nếu mà sắp đi nướng ăn chắc cũng béo lắm anh nè. Béo không? Cá này nướng ăn ngon không? Cái rồi tiếp nha anh em, hôm cần canh nó tiếp. Mấy ông câu vít thì câu không ăn, thấy quải quá thôi giờ chuyển qua quay ông, quay ông con ngâm chắc cú nè. Đó đang ở đó chuẩn bị nha, đó nhẹ vào đó, đó không lắm không biết đâu học về gì không ơi, dính là nhỏ hả, dính là anh em mà cá nhỏ nè, chắc cá mú nữa quá. Biết đâu, biết đâu có không? Oh, con này trọng hơn, con này bự nè. Mớ cầu có hai con. Dính anh em, bự rồi, bự rồi, bự rồi hả, cái gì đây, vô rồi, vô rồi, vô rồi, anh ơi kìa, ôi bự chà bá, bự lắm luôn, kìa kìa nó chạy kìa anh em, nó chạy lú lưng nặng kìa anh em, ra đây đúng đi, ra đây được không? Ồ, bự lắm anh Khoa. Trời ơi. Vô ổ cá bóp rồi. Khoa kéo lên, Khoa thả luôn kìa. Rồi, gã luôn, bự rồi, thôi nó chạy ngoài kia kìa anh em. Ừ, vô rồi. Thả cá bóp không? Quá trời ơi. Ôi ghê. Đó nè, nó chạy kìa anh em. Đó, quần kìa. Không có điện rồi, không có điện rồi. Từ từ, đừng gấp. Được đó, bá luôn. Ủa, kìa. Phải cá bóp không? Cá gì? Quá. Thả lỏng xíu nha. Ồ. Cá gỉ té luôn nè. Gà dày, nó lên mặt giờ nó trú xuống luôn rồi anh em. Gì sai lỏng dữ vậy hả? Không, vừa để cái miếng nó yếu rồi lên thôi. Tao mới đạp ra tới á, tao sợ nó vô nó đít ra nè. Trời. Nó ghim xuống, nó trú xuống kìa. Ghê thiệt. Con này chạy quá anh em ơi, bự quá anh em ơi.
Dướng cái luôn cái gì á? Yêu cầu mấy anh em giữ nguyên vị trí nha. Giờ rồi, con này bự rồi. Con này bự hơn con sáng nhiều. Có dưới nước mà thấy quá tự luôn mà. Chụp quá, không hết đâu. Ghê rồi hả? Nổ chứ không? Đồ nổ quá, té chết à. Bác tưởng em của anh rồi. Em qua tụng cái tờ rồi. Em qua tụng cái tờ hả? À, mà anh em gọi mặt ổng rồi. Mặt ổng chanh như là lá chuối luôn rồi. Chết thằng anh em rồi. Đó là, đó lại rồi. Rồi, lên lại là xong rồi đó. Ê, hay gì nó chạy đâu vô trong đó vậy? Lên nữa rồi kìa. Cái mặt á. Chú Hiện có chạy tới một xíu rồi chú. Đói. Hiện rồi. Gì á? Nó lên mặt luôn rồi kìa, múc tới mặt rồi kìa. Chạy tới xíu chú Hiện ơi, nó tạt ngang á chú Hiện ơi. Đó, đó, nó lũ vô ghe luôn á. Đừng chiếc, đừng chiếc, đừng chiếc. Rồi, rồi, được rồi, được rồi. Ủa, hai con luôn mà. Đó, đúng luôn. Đúng má, con bự cái heo này đổ quá, tao bự luôn. Hãy xuống luôn, hãy xuống. Hãy xuống ăn không? Chí heo con đó kìa. Chú Hiện móc con kia luôn, chú Hiện móc con đủ ngoại chú Hiện. Được không? Vậy kìa, thở đu heo cặp kìa, móc con ngoại trước. Con ngoại bắt được không? Được. Bắt luôn, bắt luôn. Đưa kiếm móc con ngoài kìa. Không móc con ngoài được. Con ngoài chi, bắt con dính trước đi. Bắt con dính trước đi. Bắt nào mày. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mấy ký, con này mấy ký. Nó đu theo luôn trời. Trời ơi. Nó đu theo luôn trời. Quá sướng. Quá sướng rồi. À đủ rồi. Rồi vô ngồi ngủ đi. Cảm giác chào, cảm giác chào. Nó nút. Tè ra. Tay chân giả hết lên luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Lên nó bị ghê ông ơi. Để qua đây. Để qua đây. Trời ơi. Con cá kìa. Đã chưa? Đã chưa? Đã. Đúng là về đây là hưởng khách nha. Ghê thiệt. Chú quá thấy bà rồi. Rồi gỡ lưỡi. Bên ba bà lên. Ừ. Cái này có cạn gỡ lưỡi. Từ thế. Kìa kìa cái bên. Kèm đấy đó kìa, kèm xanh á. Không cái đó gỡ bỏ đâu. Kèm xanh đó. Xanh bự á. Xanh thảy qua đó. Từ từ gỡ thôi hả? Xanh nó nằm ở trong luôn rồi. Cũng ngoài nhưng trong lắm á. Kèm xanh kìa, cái đó bẹo mà. Cá lon thần. Rồi đây anh em ơi. Cá xong quát lưỡi, giờ hai lưỡi và cái tay kìa. Tay quá thì cũng rồi. Ở lại cũng kì, Trang là hiếu ngụ 3-4 năm gì đó. Rồi hai lưỡi khác bánh tiếp nha anh em. Quát lưỡi con cá rồi. Thôi bây giờ thì trời cũng xế chiều anh em ơi. Và có một đám mây tới, đám mây lớn rồi. Đám mây này chú Thiện nói là mưa. Rồi, thì bây giờ thì mấy anh em mình sẽ về thôi nha mọi người. Đây giờ tối cũng tối rồi, chỉ là phần cũng có phạm á. Anh nhớ được cá lớn anh toàn nguyện rồi, giờ về thôi. Đây. À, thành quả của chú Thi này là có ba con cá bớp bự nè. Cái
một đống cá kiển luôn với mấy con cá trắng anh em. Là cá trắng thì đã nấu cơm ăn rồi nha, cho nên là còn mấy con cá này cũng hơi nhiều. À, chuyến đi này có thể nói là thành công nha anh em. Như vậy là thành công rồi ha. Ok, chào em, gặp lại anh em trong video khác.